đám đông cũng đã tụ tập để xem một loạt các xe quân sự đổ bộ lên bờ biển Ahomans vào ngày hôm nay là một phần của các sự kiện kỷ niệm cuộc đổ bộ D-Day. Những chiếc xe quân sự đổ bộ mang cờ Anh Quốc và Hoa Kỳ đã hướng vào bờ biển dưới sự theo dõi của đông đảo người dân đổ xô đến các bãi biển để kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ tấn công lớn nhất trong lịch sử đã phá tan khả năng phòng thủ của Đức Quốc xã. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, 160.000 binh lính Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada đã đổ bộ lên các bờ biển ở Normandy của Pháp để đối đầu với lực lượng của Đức Quốc xã, đẩy nhanh sự thất bại của chế độ phát xít mang lại hòa bình cho châu Âu.